Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì hôm nay ở clip bán hàng này em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa, một số cái mặt hoa dendrochop để các cô chú anh chị mình sưu tầm giống. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Dạ, đầu tiên thì em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa dendrochop rất là dễ thương nha các cô chú anh chị. Đó là dendrochop Lucian. Đó, dendrochop, đây là mặt hoa dendrochop Lucian. Dendrochop Lucian nha các cô chú anh chị. Thì mã số 1. Mã số 1 là 700k. Nói chung là rễ ngon lành cành đào các cô chú anh chị. Đó, rễ đã xuống ấm chậu ngon lành. Cây thì quá khỏe. Thì cái chiều dài của cái cây này thì nó là 30cm nha các cô chú anh chị. 30cm. Đó, mã số 1 là 30cm là 700. Đây, đây. Mã số 2 của chớp Lucian. Mã số 2 của chớp Lucian là 650. 650 cộng này là 26cm các cô chú anh chị. Nhỏ hơn miếng, rẻ hơn được miếng. Mã số 2 chớp Lucian là 650 nha các cô chú anh chị. Thì vừa rồi là hai cái hình cây của chớp Lucian. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa khác nữa, đó là chớp Susan chớp. Đây là chớp Susan nha các cô chú anh chị. Một cái mặt hoa rất đẹp. Chớp Susan. Dạ, thì hình cây thì đây có hai hình. Mã số 3. Mã số 3 1100k các cô chú anh chị. Nói chung tất cả các cây đều đã ấm chậu hết rồi nha các cô chú anh chị. Chậu này 18cm các cô chú anh chị. 18cm. Chớp Lucian. Chớp Susan. Mã số 3. 1100k. 18cm. Tiếp theo. Đây là chớp Susan. Mã số 4. Cũng là 1100k. Chậu này là 17cm. Rễ là bao phê. Này khoảng tầm 1 tháng nữa là có mầm gốc hết nha các cô chú anh chị. Vừa rồi là chớp Susan. Trời, tiếp theo em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa cũng rất là đẹp nữa các cô chú anh chị. Một cái mặt hoa rất đẹp. Biên tròn nha các cô chú anh chị. Biên tròn. Tự nhiên chạy nó mất tiêu rồi. Biên tròn. Em gửi các cô chú anh chị mình xem cái mặt hoa biên tròn. Đây là cái mặt hoa biên tròn này các cô chú anh chị. Biên tròn đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Biên tròn này, cái mặt hoa chụp ở cả một cái góc khác. Đó, cái mặt hoa nó ngửa. Biên tròn
Dạ, ở đây em có hai cái hình, ở cái clip này em có hai hình. Này là mã số 5. Mã số 5 là 800k. Thì nó bao gồm có một cái cộng mẹ, nói chung nó là một mẹ một con á. Một mẹ một con á các cô chú anh chị. Rễ là đẹp lắm rồi nha các cô chú anh chị. Đấy, nhỏ nhỏ con mà nó có nhỏ nhỏ mà nó có vỏ. Rồi tiếp theo đây là cái mã số 6 các cô chú anh chị, mã số 6 800k. Tất cả đều là hai chậu giống nhau, là một mẹ một con. Rễ là bao phê bao đẹp. Pin tròn nha các cô chú anh chị. 800k cho một chậu, không có hai chậu thôi. Rồi một cái mặt hoa tiếp theo nữa em muốn giới thiệu với các cô chú anh chị mình nữa, đó là cái chốt hiện tại đang rất là hot luôn. Đây là cái mặt hoa cây hồng sắc pháo nha các cô chú anh chị, hồng sắc pháo. Đây là nguyên một cái chậu hồng sắc pháo đang khoe sắc rất là đẹp nha các cô chú anh chị, chớp hồng sắc pháo. Hồng sắc pháo mã số 7, mã số 7 là 1200k các cô chú anh chị, mã số 7 là 1200k. Thì cái thân mẹ thì ngon lành cành đào đó. Còn đây là nó đang lên một cái mầm gốc nè các cô chú anh chị. Rồi cái mầm gốc bên đây, mầm gốc bên đây thì không biết sao, mà trước mắt là một cái mầm gốc đó. Mã số 7 đó, 1200k nha các cô chú anh chị. Rồi mã số 8 cũng là hồng sắc pháo luôn các cô chú anh chị, 900k. Đang lên một mầm gốc luôn. Hồng sắc pháo có hai mã số. Rồi. Dạ hai mã số cuối cùng các cô chú anh chị. Đây là hai cái chậu dendro lá biên chanh chao. Chanh chao nhưng mà cái này là em không cho các cô chú anh chị xem mặt hoa được, tại vì không biết nó là thuộc cái chanh chao của mặt hoa nào, chanh chao đỏ hay là chanh chao nâu. Nói chung cái này em bán thân lá chứ em không bán mặt hoa, nó ra mặt hoa gì hên xui, tại vì chào nó có tới mấy mặt hoa lận nha các cô chú anh chị, nên là mình không biết chính xác mà mình đưa mặt qua đại thì mai mốt nó sẽ bị sai, nên là bây giờ là em không bán mặt qua mà em bán là thân lá. Mã số 9 400k. Để là ngon lành cành đào, chớp đẹp lắm các cô chú anh chị. Bữa nay em ngồi cái góc này nó hơi ngược sáng hay sao, nó hơi tối tối. Để mà nắng coi nó phê không. Đó. Cái này chớp. Cái lá nó là biên vàng hết nha các cô chú anh chị. Có cái lá yếm như đầy đảo quá. Cái lá yếm chớp đã dễ sợ. 400k cho mã số 9 các cô chú anh chị. 400k cho mã số 9. Đây là mã số 10 nè. Mã số 10 3,5 thôi. 3,5. Cộng nó ốm hơn nhưng mà là nó sung hơn nên là nó có con trước. Đây một cái con 350 cho cái chậu dendro chớp, chậu dendro lá biên đó, dendro lá biên đó, cái này là chanh chao mà không biết chao đỏ hay là chao nâu nên là không giới thiệu mặt hoa luôn.
và bán thân lá. Thì các cô chú anh chị nào mình sưu tầm giống nào thì cứ alo cho em. Số điện thoại là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Dạ xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.